trong số các phụ tá của đức cha Louis. Đức cha Bertrand Redele đã đến lĩnh trị vào tháng 2 năm 1749 và được cử đi coi sóc Nghệ An vào tháng 5 năm 1756. Đến năm 1764, cha Redele kế vị đức cha Louis làm giám mục Tây Đàng Ngoài. Vào năm 1765, đức cha Redele đã ra một quyết định quan trọng khi chuyển tòa giám mục cùng trường Latin về Cà Vĩnh. Lý do ngài chọn Cà Vĩnh là vì đầu tiên, Cà Vĩnh nằm ở chính giữa địa phận Tây Đàng Ngoài. Thứ hai là Cà Vĩnh nằm sát một con sông tiện lợi giao thông đường thủy. Vì thời đó đi bằng thuyền là tiện lợi nhất. Thứ ba là Cà Vĩnh nằm ở đất Nam Định, cách đất Ninh Bình một con sông. Nên khi quan quân tỉnh Nam Định vây bắt, thì các đấng chỉ cần vượt sông sang đất Ninh Bình là thoát nạn. Ngược lại, khi quan quân Ninh Bình vây bắt các đấng ở Phát Diệm, thì các đấng chỉ cần vượt sông về Vĩnh Trị là thoát nạn. Trong cái sự hình thành đức tin và có điều kiện để phát triển như vậy, và hơn nữa lại có điều kiện ở trong một cái miền đất mà trong cái thời truyền giáo của các đấng thừa sai ngày xưa thì liên tục gặp phải những cái cản trở của việc cấm đạo. Thành thử ra miền Vĩnh Trị này có một cái ưu điểm, đó là nó xa, mà người ta thường gọi là xa trung tâm văn hóa. Vì tại sao mà các ngài muốn xa các cái trung tâm chính trị như vậy? Thì chúng ta biết rồi nha. Thì khởi đầu cho việc thiết lập các tòa giám mục cũng như là trụ sở cho các giáo xứ, thì lúc đầu các đấng thừa sai các cuộc họp cách này khác thì phải tổ chức ở dưới sông, ví dụ như là công đồng Phố Hiến hay là cha Đắc Lộ phải tổ chức chủng viện trên sông, tức là dạy chủng sinh ở trên bè. Thế thì rất nhiều chính trị này có cái ưu điểm là không những là bờ sông mà nó là cửa sông đáy, thông với con sông Đào và rất gần với biển. Thế rồi nó lại có một cái sự giáp danh về cái địa chính, hành chính. Thì phía bắc của sông đáy này nha, bên bờ đông bắc này thì thuộc về tỉnh Nam Định. Thế còn phía bờ tây nam thì thuộc về tỉnh Ninh Bình. Thành thử ra nếu có cái biến động về việc khó khăn đức tin thì các đấng cũng như người giáo dân có thể di chuyển tỉnh này sang tỉnh khác nó dễ dàng, hoặc là xuống thuyền. Thì cái việc xuống thuyền thì như cái thời cấm đạo nặng nề nhất, họ phá tan tất cả tòa giám mục. Đức cha Redele tiếp tục hoàn thành việc phân chia địa phận với các thừa sai dòng tên mà cố giám mục Nisli còn dang dở.
của Đức cha Ranger là Đức cha Oliver. Cha Oliver đến Tây Đàng Ngoài vào ngày 7 tháng 11 năm 1820, được Đức cha Ranger chọn làm giáo sư chủng viện Cà Vĩnh, sau đó được chọn làm phụ tá sau cái chết của Đức cha Vera. Cha được tấn phong giáo mục ngày 21 tháng 8 năm 1825. Nhưng những cuộc đàn áp của vua Minh Mệnh đã buộc Đức cha Oliver phải trốn trong rừng vào năm 1826. Đức giám mục Oliver qua đời vào ngày 27 tháng 5 năm 1827 ở Cà Nấp, cách Vĩnh Trị một cánh đồng khoảng 2 cây số về phía đông bắc. Ngoài ra cũng cần phải kể đến hai vị thừa sai nữa là cha Legoi và cha Eliot. Cha Legoi đã đến Tây Đàng Ngoài vào năm 1780 và làm giáo sư chủng viện Cà Vĩnh. Chủng viện đã bị cướp bóc vào năm 1786 nhưng đã tái hợp được ngay sau đó. Và vào năm 1790 đã có tới 38 chủng sinh. Năm 1793, cha Leroy đã chịu nhiều khổ cực trong lúc đất nước loạn lạc. Và đến năm 1795, cha tham dự các hội thảo do Đức cha Longer tổ chức. Vì những chính sách cấm đạo đã khiến cha Leroy liên tục phải chạy trốn vào một lần nữa năm 1797. Trong sự cô đơn, cha phải ẩn náu khi các quan phá nhà thờ. Cha Leroy đã vẽ một cây thánh giá bằng gỗ, cầu nguyện với Thiên Chúa để đất nước được ổn định. Năm 1800, cha Leroy bình tĩnh trở lại, chất tập hợp những chủng sinh tại đồng chuối, sau đó là Cà Vĩnh, lấy lại sự chỉ đạo chủng viện, làm giáo sư và phụ trách thần học. Cha Leroy qua đời vào ngày 20 tháng 8 năm 1805, Cà Vĩnh. Cha Eliot đến Tây Đàng Ngoài năm 1787 và làm việc ở Nghệ An đến năm 1790. Cha Eliot dành phần lớn thời gian còn lại ở Phúc Nhạc, Ninh Bình, có trở lại Cà Vĩnh tham dự hội thảo năm 1795. Vào năm 1798, cha cũng buộc phải chạy trốn trong một thời gian, và đến năm 1825, cha đã trở lại Cà Vĩnh làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1827.
dưới thời Đức Cha Lo Ngơ. Chủng viện Cà Vĩnh được tổ chức như một trường trung học Pháp. Chủng viện gồm 6 đến 7 lớp, nhà lập tranh vách tre. Mỗi lớp có một thầy giảng phụ trách. Việc học rất khó khăn vì thiếu sách giáo khoa. Học sinh được học tiếng Latin và tiếng Pháp. Nhờ thế mà đọc được những sách về tôn giáo, luân lý, sử ký. Ngoài ra cũng được học địa dư, toán cơ bản, thiên văn học, khoa học, đại số, hình học. Học sinh còn có những giờ học chữ Hán và Hán văn. Họ có bản dịch đối diện thánh kinh của Mikne, Tông đồ Công vụ, Khải Huyền, các thư thánh Phaolô, vũ trụ học của Desdoi, giáo trình phục vụ của Phalise. Từ chủng viện Vĩnh Trị xuất thân những linh mục uyên bác, sánh ngang với giới trí thức thời đó, như trường hợp cụ Sáu Trần Lục. Ngày 8 tháng 2 năm 1831, Đức cha Benjamin Longer qua đời ở Cà Vĩnh, hưởng thọ 80 tuổi, cai quản địa phận 41 năm, khép lại thời kỳ bình yên hiếm hoi của giáo hội tại Tây Đàng Hoàng.